Chào cả nhà, hôm nay Khánh mời cả nhà cùng với Khánh đi tham quan căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Eco Green. Và căn hộ này là căn hộ được chủ đầu tư bàn giao hoàn thiện. Thì Khánh cùng mời cả nhà xem căn hộ hoàn thiện bên dự án Eco Green này được bao gồm những gì nhé. Xin mời. Vừa rồi thì Khánh và cả nhà cũng đã vừa tham quan xong dự án Eco Green. Thì nếu mà mọi người có cảm nhận gì thì cho Khánh đôi dòng comment bên dưới nhé. Và đừng quên like, subscribe để đón nhận những kênh video tiếp theo của Khánh về thị trường bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại.